Tổng thống Putin lên tiếng việc đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán về việc chấm dứt xung đột với Ukraine. Tôi muốn nói rằng Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán và bây giờ chúng tôi cũng không từ chối việc đó. Tổng thống Erdogan đã đề cập đến vấn đề này trong cuộc hội đàm hôm nay và tôi đã xác nhận việc đó, Tổng thống Putin nói trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 4 tháng 9. Tổng thống Putin cho biết Nga không nhận được đề xuất nào về sáng kiến hòa bình mới liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Chúng tôi đã nghe nói về một số sáng kiến mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng điều này chưa từng được thảo luận với chúng tôi. Do vậy, chúng tôi không nhận được bất kỳ sáng kiến nào mới. Còn về việc đàm phán, chúng tôi chưa bao giờ từ chối. Chúng tôi cũng biết về các đề xuất và sáng kiến hòa giải từ cả Trung Quốc và các quốc gia châu Phi, ông Putin nói. Như chúng ta đã biết, thông qua vai trò trung gian của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, một thỏa thuận đã đạt được. Các văn bản dự thảo đã được thống nhất giữa các phái đoàn Nga và Ukraine, nhưng sau đó Ukraine đã vứt bỏ chúng. Sau đó không ai quay lại vấn đề này, nhà lãnh đạo Nga nói thêm. Ông Putin cũng cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ luôn quan tâm và chú ý đến việc giải quyết tình hình ở Ukraine, kể cả trong các cuộc đối thoại trực tiếp. Tất nhiên, chúng tôi cảm kích Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vì những nỗ lực của ông ấy trong vấn đề này, ông Putin nhấn mạnh. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Putin cũng tuyên bố chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại. Về việc chiến dịch phản công của quân đội Ukraine bị đình trệ, đó không phải là đình trệ, mà đó là một thất bại. Đó là những gì đang diễn ra hiện nay. Chúng tôi sẽ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ông Putin nói. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo cuộc phản công do Ukraine phát động từ đầu tháng 6 đã không thành công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 2 tháng qua, Ukraine đã mất hơn 43.000 quân và khoảng 5.000 thiết bị quân sự khác nhau, trong đó có 26 máy bay và 25 xe tăng Leopard. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine bế tắc kể từ tháng 3 năm ngoái, dù hai bên khẳng định vẫn để ngỏ đối thoại. Nga tuyên bố chiến dịch quân sự chỉ chấm dứt khi Ukraine chấp nhận thực tế lãnh thổ mới, nghĩa là công nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga gồm Crimea, Kherson, Zaporizhia, Luhansk và Donetsk. Trong khi đó, Kiev tuyên bố hòa đàm chỉ diễn ra khi Moscow rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine theo đường biên giới được công nhận năm 1991. Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, mọi kế hoạch hòa bình phải dựa trên nền tảng kế hoạch 10 điểm mà ông đưa ra hồi cuối năm ngoái. Một số quốc gia trong đó có Trung Quốc và các nước châu Phi đã đưa ra các đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, những đề xuất này chưa nhận được sự đồng thuận của tất cả các bên. Ngoại trưởng Ukraine, xung đột với Nga không thể kết thúc trên bàn đàm phán. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng cuộc xung đột với Nga hiện nay chỉ có thể kết thúc bằng chiến thắng trên chiến trường. Một số cuộc chiến không chỉ là xung đột hay tranh chấp lãnh thổ, không thể chấm dứt đơn giản bằng cách đưa ra các bên ngồi vào bàn đàm phán. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine hiện nay là một trường hợp như vậy. Ukraine cần có chiến thắng trên chiến trường để buộc Nga nghiêm túc về đàm phán hòa bình, Ngoại trưởng Kuleba ngày 4 tháng 9 nhấn mạnh. Ông cho rằng một thỏa thuận ngừng bắn lúc này sẽ chỉ giúp Nga có thêm thời gian mở rộng tấn công sau này. Ngoại trưởng Kuleba nói, công bằng là khi Ukraine được khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, ổn định là khi Nga không thể mở đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine hay bất cứ quốc gia nào ở châu Âu. Ông Kuleba cũng chỉ trích những người cho rằng cuộc phản công của Ukraine chậm chạp. Ông cho rằng chính giới chuyên gia và truyền thông mới nói những điều vô nghĩa về cuộc phản công của Kiev, chứ không phải bộ trưởng các nước đối tác của Ukraine. Khi nói chuyện với các bộ trưởng đối tác, những người tiếp nhận thông tin chính thống từ quân đội, cơ quan tình báo của họ và báo cáo chuyên sâu, toàn diện, không ai phàn nàn về tốc độ phản công của Ukraine, ông Kuleba cho biết. Ông bổ sung, không ai hỏi tại sao các vị phản công chậm như vậy. Ngược lại, tất cả đều tập trung vào câu hỏi, liệu chúng tôi có thể giúp được gì nữa? Hôm 31 tháng 8, ông cũng từng lên án những lời chỉ trích cuộc phản công của Ukraine tiến triển chậm. Chỉ trích tốc độ chậm chạp của cuộc phản công không khác nào nhổ nước bọt vào mặt những người lính Ukraine, ông nói. Ông yêu cầu những người hoài nghi về tốc độ cuộc phản công hãy ngậm miệng và tự đến nước này để thử cố giải phóng một tấc đất. Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công từ tháng 6. Dù thừa nhận tốc độ phản công không như dự kiến, nhưng quân đội Ukraine vẫn đạt được những bước tiến, giành lại một phần lãnh thổ, bào mòn nguồn lực của Nga. Kiev tuyên bố lực lượng của họ đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga ở vùng Zaporizhia, miền Nam và đang tiếp cận phòng tuyến thứ hai. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đánh giá cao cuộc phản công, cho rằng Ukraine đã nhiều lần làm được điều vượt qua mong đợi và kêu gọi tiếp tục ủng hộ Ukraine. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài gần 600 ngày qua và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối tháng trước nêu rõ mọi cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Nga phải dựa trên nền tảng công thức hòa bình của Kiev. Chúng tôi có văn bản duy nhất, chúng tôi có công thức hòa bình của riêng mình và mục tiêu của chúng tôi là hòa bình. Chúng tôi đã xác định cách nhìn nhận và sẵn sàng cởi mở với các bên, một nền hòa bình
phải đi kèm với khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, ông Zelensky nhấn mạnh. Ông Zelensky lần đầu nêu công thức hòa bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tháng 11 năm ngoái. Trong số các điều kiện nêu trong công thức này có khôi phục toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ, Nga phải rút quân và ký kết vào văn bản chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Mới đây nhất thì Nga được cho là đã tấn công một trung tâm đầu não về công nghệ máy bay không người lái của Ukraine bằng vũ khí tầm xa. Trong khi đó thì cảng biển Odessa của Ukraine cũng tiếp tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công vào đêm ngày 2 tháng 9 và rạng sáng 3 tháng 9 theo giờ địa phương. Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 3 tháng 9 dẫn lời người đứng đầu trung tâm báo chí nhóm chiến đấu Dnipro của Nga, ông Koman Kodryan, cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực Kherson. Ông Kodryan nói, thiệt hại do hỏa hoạn đã xảy ra tại nơi cất giữ vũ khí, xe chiến đấu bọc thép và điểm kiểm soát UAV của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong ngày, nhóm chiến đấu Dnipro cũng đã thực hiện hơn 50 nhiệm vụ bắn vào các vị trí của Ukraine. Ở khu định cư Inkulet, lực lượng của Nga đã phá hủy một khẩu pháo M777 của Mỹ. Ngoài ra, các đội súng cối và pháo D-30 của Ukraine cũng bị tiêu diệt trong khu vực các khu định cư Gonchanaya, Bogukan, Verovka và Ochado-Kamenka. Theo hãng tin Pravda của Ukraine, lực lượng không quân Ukraine tố Nga đã triển khai một số nhóm máy bay không người lái từ khu vực Crimea và lãnh thổ Nga tới các tỉnh phía nam Ukraine vào tối 2 tháng 9. Ukraine tuyên bố bắn rơi 22 UAV của Nga, nhưng 3 chiếc đã lọt qua lưới phòng không và đánh trúng hạ tầng tại cảng xuất khẩu ở tỉnh Odessa. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, lực lượng Nga tiến hành nhiều đợt tấn công liên tiếp, sử dụng tổng cộng 25 máy bay không người lái kiểu Shahed-136, 131 nhắm vào khu vực phía nam tỉnh Odessa rạng sáng 3 tháng 9. Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam thuộc quân đội Ukraine cho biết, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn rơi 22 mục tiêu trong số này. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng dân sự bên bờ sông Danube đã bị UAV Nga đánh trúng, khiến ít nhất 2 người bị thương, nhưng không công bố địa điểm cụ thể. Vào lúc 22:55, không quân nước này đã báo cáo về mối đe dọa máy bay không người lái tấn công ở khu vực Zaporizhia. Tuy nhiên, phía Ukraine không có thông báo chi tiết hơn về vụ việc. Thưa quý vị, việc Nga rời khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen đang đẩy nền an ninh lương thực thế giới vào một cuộc khủng hoảng lớn. Các tổ chức bảo hộ toàn cầu vẫn đang tỏ ra rất nỗ lực trong việc đưa Moscow trở lại với thỏa thuận này. Mới đây nhất, thì Liên Hợp Quốc được cho là đã nới lỏng lệnh hạn chế với Nga cho mục đích này, bất chấp việc Moscow vẫn đang trong cuộc xung đột với Ukraine. Ngày 3 tháng 9, tờ Saba của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay các đề xuất mới của Liên Hợp Quốc nhằm nối lại sáng kiến ngũ cốc biển đen, bao gồm ý tưởng khởi động đàm phán để giải phóng tài sản của các nhà sản xuất thực phẩm Nga. Gói đề xuất có điều khoản về việc bắt đầu đàm phán nhằm dỡ bỏ các hạn chế đối với các nhà sản xuất thực phẩm của Nga, những công ty có tài sản bị châu Âu phong tỏa. Ngoài ra, Liên Hợp Quốc còn đề xuất bắt đầu công việc đánh giá thiệt hại của các đường ống bị hư hỏng mà qua đó vận chuyển ammoniac. Việc kết nối lại ngân hàng Rosenkosbank với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT cũng nằm trong số các đề xuất của Liên Hợp Quốc. Tờ Saba viết, cần lưu ý rằng việc điều tra các đường ống dẫn ammoniac bị hư hỏng là cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp ammoniac của Nga ra thị trường. Ngoài ra, dự án cung cấp ngũ cốc Nga chế biến tại Thổ Nhĩ Kỳ cho các nước có nhu cầu đang thu hút sự chú ý. Quá trình này được cho là sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Qatar. Nga trước đây đã đề xuất một sáng kiến như vậy. Các đề xuất của Liên Hợp Quốc được cho là bao gồm các điều khoản về các bước giải quyết với sự tham gia của Liên Hợp Quốc, các vấn đề liên quan đến bảo hiểm cho các tàu chở thực phẩm của Nga. Trước đó, Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông Guterres đã gửi thư tới Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đề xuất khôi phục sáng kiến ngũ cốc biển đen. Dự kiến vấn đề này sẽ được thảo luận tại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào ngày 4 tháng 9. Ngày 17 tháng 7 vừa qua, Nga cho biết họ không gia hạn thêm thỏa thuận quốc tế sáng kiến ngũ cốc biển đen sau khi hết hạn. Vì vậy, việc dừng vận chuyển an toàn ngũ cốc của Ukraine thông qua các cảng ở biển đen sẽ khiến nền an ninh lương thực thế giới đứng trước một cuộc khủng hoảng lớn. Thỏa thuận trên đã góp phần kiềm chế giá lương thực trên toàn thế giới sau cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022. Đây là hai nước nằm trong số những nhà sản xuất nông nghiệp lớn nhất thế giới.
Vào tháng 7 năm 2022, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã dàn xếp một thỏa thuận với Nga cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Thỏa thuận sẽ cho phép các con tàu đi lại an toàn từ các cảng Yuzhny Odessa và Kromorsk của Ukraine đến eo biển Bosphorus ở Thổ Nhĩ Kỳ mà không bị tấn công. Cùng với đó là một thỏa thuận riêng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến hàng thực phẩm và phân bón của Nga. Nhưng từ lâu Nga đã phàn nàn rằng các phần của thỏa thuận liên quan đến những mặt hàng xuất khẩu này của Nga đã không được thực hiện. Thỏa thuận đã 3 lần được gia hạn, bao gồm vào tháng 11 năm 2022 thêm 120 ngày, vào tháng 3 năm 2023 thêm 60 ngày và theo lần gia hạn mới nhất vào ngày 18 tháng 5. Ở thời điểm hiện tại, Nga vẫn đang phải chịu nhiều lệnh trừng phạt rất lớn từ phương Tây vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo đài Al Jazeera, Điện Kremlin khẳng định sẽ quay trở lại với thỏa thuận ngay lập tức nếu nhu cầu cải thiện xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của chính nước Nga được đáp ứng. Cuộc xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2 năm 2022 đã đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu trong bối cảnh lạm phát tăng vọt.